What's up? Xin chào 500 anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Boss Gear. Ngày hôm nay mình sẽ cùng 500 anh em đi review sơ qua một em bản phím cơ đến từ hãng Idra. Đây là một trong những con bản phím cơ mới nhất của Idra đến thời điểm hiện tại, và nó cũng sẽ có rất là nhiều cái cải tiến cũng như là mới mẻ. Ok, vậy chúng ta hãy cùng xem thử coi con bản phím EK398 Pro này có cái gì nhé. Let's go. Đầu tiên thì về cái cách đóng hộp thì nó không có cái gì thay đổi so với lại những con bàn phím cơ khác của thằng Idra hết, ngoài cái tên của bàn phím ở ngoài này. Rồi chúng ta sẽ lùa xem luôn ở bên trong có những cái gì nhé. Và đây là những gì có ở bên trong chiếc hộp của bàn phím cơ EK398 Pro. Thì chúng ta sẽ có một cuốn sách hướng dẫn sử dụng ở đây. Các bạn lưu ý là nên giữ lại cuốn sách hướng dẫn sử dụng này nhé. Cuốn sách này nó sẽ có cả tiếng Việt luôn, cho nên các bạn yên tâm là các bạn có thể sử dụng con bàn phím này một cách rất là dễ dàng. Đó. Cho nên là cái này sẽ là cái cuốn bí kíp để nhờ các bạn sử dụng bàn phím này. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có một chiếc keyboard, key switch buller. Cái này thì cũng khá là quen thuộc rồi. Chúng ta sẽ được tặng kèm thêm một cái sợi dây cáp bọc dù khá là chắc chắn. Chiếc keycap này thì cũng sẽ có hai đầu, đó là Type A và Type C. Tuy nhiên thì mình thấy trong hộp không có tặng kèm những cái switch dự phòng. Và đây chính là chiếc bàn phím của chúng ta, EK398 Pro. Thì ngay từ cái tên thì chúng ta đã biết được là em này sẽ có layout 98. Tuy nhiên thì khi mình mở ra thì nó cũng khá là bất ngờ với cái thiết kế cũng rất là độc lạ nữa. Đặc biệt là đến từ cái bộ keycap, nó sẽ phối hợp giữa màu đen, màu trắng và một số cái điểm nhấn màu đỏ ở đây. Và cái nổi bật hơn nữa đó chính là những cái ký tự của con bàn phím này thì được in rất là to và rõ ràng. Để mình mở keycap ra cho các bạn xem cho nó rõ ràng hơn nha. Đó, cái ký tự của nó in rất là to. Và chuẩn keycap của nó thì sẽ là chuẩn DSA, chứ không phải là các cái chuẩn thông thường OEM hay là Cherry. Chất liệu của nó thì mình sờ hình như là như ABS thôi, chứ không phải là như PPT. Và cái kiểu in của con này thì không phải là in double shot, kiểu in giống như là sẽ dán một lớp ký tự lên trên đây, chứ không phải là in kiểu die sub. Cho nên mình nghĩ cái độ bền của ký tự keycap này thì nó sẽ không được tốt lắm. Có lẽ đây là một cái điểm trừ đầu tiên của chiếc bàn phím này. Và chúng ta sẽ thấy được cái tông chủ đạo của em bàn phím này sẽ là màu đen trắng và điểm nhấn sẽ là màu đỏ. Ngoài cái layout 98 chúng ta thường gặp thì chúng ta sẽ thấy có một số cái thay đổi đặc biệt. Đó là ví dụ như ở cụm numpad thì phía bên này cái nút trừ của nó sẽ nhỏ lại, nhường cho cái phần của một cái màn hình nhỏ ngay đây. Và chúng ta sẽ có thêm một cái núm vặn ở đây nữa. Cái núm vặn này thì sẽ được làm bằng kim loại và CNC. Cực kỳ đẹp luôn. Núm vặn này nó sẽ là nằm ngang, vặn lên vặn xuống như thế này. Vặn vô thì vẫn giống như những cái núm vặn nằm dọc, nhưng mà nó sẽ được thiết kế nằm ngang. Nó cũng khá là hay. Và chúng ta sẽ có thêm một số cái nút cộng thêm ngoài những cái nút numpad bình thường này ra. Mà nhìn chung thì cái layout 98 thì nó cũng sẽ cơ bản như nhau thôi. Phía bên này thì chúng ta sẽ thấy được thêm là nó sẽ có những cái đèn báo khá là to. Chúng ta sẽ có thêm cả cái nút on off ở đây. Với cái nút on off này thì nó sẽ có chức năng đó là bật hoặc là tắt cái chế độ kết nối không dây nha các bạn. Như mình đã nói ngay từ đầu thì em này sẽ được sử dụng chuẩn keycap, đó là DSA. Cho nên là tất cả các hàng của nó cũng sẽ đều phẳng như nhau nha. Nó sẽ không có cái độ dốc của những chiếc bàn phím cơ theo cái chuẩn keycap khác. Ở phía đằng sau thì chúng ta sẽ vẫn có cái kickstand 2 nấc, cực kỳ tiện lợi luôn. Ngoài ra thì nó cũng sẽ chỉ còn cái sticker của hãng ngay đây, tem bảo hành, các cái chân cao su để chống trơn trượt. Phía trên này thì chúng ta sẽ thấy có cái cổng Type-C để kết nối sạc pin cũng như là dùng dây. Ở phía bên cạnh trái thì chúng ta sẽ thấy có một cái khay để mà đựng USB receiver. Cái khay này cũng khá là khít, cho nên là nó cũng sẽ rất là chặt. Các bạn yên tâm là nếu như đã nhét vào cái khay này thì cũng sẽ rất là khó mà có thể rơi ra. Ok, bây giờ mình sẽ thử bật phím lên nhé. À, như các bạn thấy thì em này sẽ được hỗ trợ đèn LED RGB. Về cái đèn LED này thì nó cũng khá là giống với tất cả những hệ thống đèn LED RGB khác hiện tại của các những cái bàn phím hiện tại bây giờ. Chỉ có điều khác một chút là con này nó sẽ dùng LED là PC, cho nên là cái độ phát sáng của nó rất là tốt. Như các bạn thấy là mặc dù ở trong khu vực trong phòng của mình đang bật rất là nhiều đèn, nhưng mà cái độ phát sáng của con LED này lên bàn phím thì cực kỳ tốt luôn. Chúng ta vẫn thấy rõ cái chế độ đèn LED của em này. Và mình sẽ mở ra thử một con switch cho các bạn xem nhé.
Do led của nó sẽ là led PC màu trắng đục, cho nên các bạn nhìn thấy cái độ tản led của nó rất là tốt. Ở phía dưới thì chúng ta sẽ thấy được con này có trang bị lớp foam màu trắng ở trên mặt PPC. Chúng ta sẽ có luôn cả cái lớp P này, lớp này cũng chính là cái lớp switch pad luôn. Đó. Để chúng ta có cái tiếng gõ nó nổ hơn. Và đặc biệt là ở phía dưới cùng thì chúng ta vẫn thấy là nó sẽ có lót luôn cả foam đáy. Con này sẽ là mặt ngược và sẽ có hot swap 5 chân, cho nên các bạn yên tâm là các bạn có thể chơi thoải mái các kiểu con đà điểu, không cần phải lo có tương thích cái switch này hay tương thích cái switch khác hay không. Con này thì đang sử dụng switch red, mình thấy là của Idora luôn, và cái switch này thì mình nghĩ là nó cũng không có được tốt lắm đâu, tại vì con bàn phím này cũng là thuộc dạng khá là rẻ rồi, và cái chế độ bấm của nó thì cũng chưa được mượt. Mình thấy thì cũng sẽ khá là ping đó, nếu như mà các bạn muốn tốt hơn thì các bạn có thể gỡ này lúc lại, tại vì con này hot swap mà, cho nên cái chuyện này thì cũng khá là dễ thôi, hơi mất thời gian một xíu. Tí nữa thì mình sẽ test luôn cho anh em cái phiên bản blue switch của con này để xem sao test của nó ok không nhá. Về cái start thì khi mình gỡ ra thì cũng khá là bất ngờ khi mà start của con này làm khá là tốt. Đây chúng ta sẽ nhìn thấy là cái start con này cũng sẽ được lướt sơ qua và được cân chỉnh rồi. Tí nữa mình sẽ sao test cho anh em nghe. Và mình cảm nhận là cái step con này hoàn thiện tốt hơn nhiều so với những cái dòng Eudora trước đây. Như IKEA 398 hoặc là 387 ngày xưa thì nó cũng khá là lọc sọc. Cái điểm đặc biệt ấn tượng nhất của con này thì nó sẽ đến từ cái màn hình. Chúng ta sẽ thấy có một cái màn hình nhỏ ở đây hiển thị các cái thông tin của bàn phím. Đồng thời là chúng ta cũng có thể điều chỉnh được bằng cách dùng cái núm lăn nha. Ở đây chúng ta có thể điều chỉnh được âm lượng này, ngôn ngữ này, tốc độ chạy led này, độ sáng led này, màu sắc led này, các hiệu ứng đèn led. Đó, hệ thống. Rồi chúng ta cũng có thể điều chỉnh các cái cách kết nối ở đây. Đó, chúng ta sẽ có Bluetooth, wireless hoặc là cắm dây. Cái này mình sẽ chuyển sang phần dùng wireless nha. Đó. Ok. Đó, đã thành công rồi. Cái này mình đã cắm sẵn cái receiver vào trong PC, cho nên nó sẽ báo kết nối thành công. Về cái màn hình này thì mình đánh giá cũng tạm ổn thôi chứ không phải là xịn lắm. Vì thực ra có rất là nhiều con trên thị trường cũng có cái màn hình tốt hơn con này. Tuy nhiên thì giá nó sẽ cao hơn khá khá. Nhưng với cái giá này thì mình nghĩ con Idora trang bị cho chúng ta một chiếc màn hình nhỏ để giải trí như thế này cũng khá là ok rồi. Tuy nhiên thì mình thấy có một cái điểm trừ, đó là cái viền màn hình ở phía bên phải này thì nó làm quá dày. Nếu như mà cái màn hình này nó to ra một xíu nữa thì cực kỳ đẹp, nó sẽ cân đối hơn nhiều. Và cái màn hình này các bạn yên tâm là các bạn có thể gán được tất cả những cái hình GIF về trên mạng nha, để chúng ta gán vào đây. Cái này thì mình nếu mà có thời gian thì mình có thể làm một cái video hướng dẫn sau. Ok, bây giờ mình sẽ show cho anh em các cái chế độ đèn LED của em này vào, và đồng thời cũng sẽ sao test luôn cho anh em hai phiên bản, đó là Red Switch và Blue Switch nha. Bên mình thì hiện tại chỉ có hai phiên bản này thôi. Thank you.
Như vậy là mình đã vừa mới sao test sơ qua cho anh em nghe thử cái tiếng gõ của con này trong hai phiên bản đó là Red và Blue. Và thực sự là con này nó được cải tiến khá là nhiều rồi. Đặc biệt là những cái nút Space, những nút dài, nút Shift thì nó đã được cân chỉnh cực kỳ tốt luôn. Chúng ta hầu như không phải làm gì hết. Nếu mà mua về thì chỉ có việc xài thôi. Như vậy đây là một cái điểm cộng rất là lớn của em EK398 Pro. Và đặc biệt là với cái phiên bản này thì chúng ta sẽ có thêm một cái màn hình nhỏ khá là thú vị. Chúng ta có thể add những cái hình ảnh GIF như thế này, làm cho cái bàn phím của mình nó cũng cá nhân hóa nhiều hơn. Tuy nhiên thì với cái người sử dụng phím như mình thì mình thấy cái này hầu như là chỉ để làm đẹp thôi, chứ còn cũng không có tác dụng gì nhiều lắm đâu. Ngoài ra thì mình để ý là cái núm xoay này nữa nha, nó cũng rất là tiện dụng và nó được cắt CNC cực kỳ đẹp luôn. Tóm lại thì đây là những cái điểm cực kỳ nổi bật của em EK387 Pro này. Thì với cái tầm giá khoảng hơn 1 triệu hàng chính hãng ở tại Việt Nam thì anh em nghĩ sao về em bàn phím EK398 Pro? Theo mình thì nếu như ai có gu thích một chiếc bàn phím có đầy đủ chức năng như là con lăn, màn hình cũng như là đèn LED RGB, hoặc là những bạn thích một cái kiểu mẫu bàn phím màu đỏ đen như thế này, thì mình nghĩ đây cũng là một trong những chiếc bàn phím đáng tiền. Đặc biệt là nó sẽ được hỗ trợ bảo hành chính hãng 2 năm ở tại Việt Nam nữa, cho nên các anh em có thể yên tâm sử dụng. Ngoài ra thì với những cái bàn phím mà có thể hỗ trợ custom hot swap như bây giờ thì là quá nhiều rồi, quá tràn lan rồi, mình không có phải nói thêm gì nhiều về cái tính năng đó nữa. Anh em nghĩ sao về chiếc bàn phím này? Nếu mà có ý kiến gì thì hãy cứ để lại comment trong phần bình luận nhé. Còn nếu mà anh em muốn tham khảo thêm các thông tin khác cũng như là hỗ trợ thì anh em có thể click vào link trong phần mô tả của video. Ok, cảm ơn các anh em đã theo dõi video. Nếu anh em thấy hay thì hãy nhớ like, share và ủng hộ kênh Boss Gear nhé. Bye bye!